thời điểm này có nên múc iPhone 11 không anh? Có nha. Ui tưởng thế nào, nghe ông này đừng nghe nhá, kiểu như mõm đấy. Giờ thời điểm này ai mua iPhone 11 nữa. Thật ra ông đừng nghe ông này, nhưng mà vẫn nên follow TikTok của gà tổng đây nhá. Rồi, nói thế thôi chứ thực ra là iPhone 12 đúng thật bây giờ nó rất hot. Điển hình là cái phiên bản 12 full box máy Nhật line new như thế này. Nó chẳng khác gì máy mới mà giá nó ngon như iPhone 11. Nhiều anh em sẽ cảm thấy là nó rất đáng mua đúng không? Nhưng mà khoan nhá, để mình chia sẻ cho anh em những cái thứ mà anh em nên lưu ý trước khi mà mua qua iPhone 12 full box bản Nhật này. Ok, kẻo mất công bị hớ đấy, nhớ coi video. Ok, cái đầu tiên thì mình sẽ muốn nói tới luôn chính là cái vụ bảo hành của mấy con máy Nhật như thế này. Bởi vì nó là máy xách tay, mà đã là hàng xách tay thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào được bảo hành chính hãng tại Việt Nam đúng không? Còn nếu mà anh em có bảo hành á thì thực ra là nó chỉ bảo hành tại cửa hàng mà anh em mua thôi. Nên là những cái trường hợp mà chẳng hạn như là iPhone của anh em trong quá trình sử dụng á mà nó có bị hỏng hóc khi mà anh em mang đi bảo hành á, thì thường á nếu lỗi do nhà sản xuất nha, thì những cái cửa hàng bán cho anh em thì họ sẽ gửi bảo hành sang Singapore bằng cách là bảo hành dịch vụ á. Tức là họ sẽ chịu những chi phí về bảo hành. Thì khi đó cái thời gian mà việc anh em đã gửi đi nước ngoài rồi và bảo hành ở nước ngoài, chắc chắn là cái thời gian mà anh em bị giam máy á, nó sẽ lâu hơn rất là nhiều so với việc bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Và cá nhân mình á, đối với người nhiều máy như tôi thì không sao nha. Nhưng mà đối với những anh em nào kiểu ít máy á, hay cụ thể hơn là chỉ có một máy duy nhất để sử dụng á, thì chắc chắn là cái việc mà bảo hành như vậy nó sẽ rất mất thời gian và anh em cũng không thể nào có máy để làm việc hoặc là làm những công việc liên quan chụp ảnh quay phim hay gì đó nếu như anh em sử dụng chiếc máy chính này. À, thêm một cái nữa đó chính là về cái thời gian bảo hành của những con iPhone mà anh em mua kiểu như là xách tay như thế này, thì theo như mình tham khảo ở nhiều cửa hàng rồi nha, thì mình thấy là đa phần là những cửa hàng họ sẽ bảo hành con iPhone 12 full box bản Nhật này trong vòng là 6 tháng. Do đó nếu so với con iPhone 11 chính hãng mà anh em mua chính hãng VNZA thì chắc chắn là con iPhone 12 này về thời gian bảo hành của nó sẽ không được lâu. Nhìn chung là về mặt bảo hành thì chắc chắn là con này sẽ thua so với con iPhone 11 chính hãng, bởi vì chính sách của hàng chính hãng anh em sẽ được bảo hành tốt hơn này, nhanh gọn hơn này, và anh em cũng sẽ dễ dàng hơn khi mà trong cái việc mà anh em mang đi bảo hành. Rồi, cái điểm thứ hai khi mà nói về con iPhone 12 full box bản Nhật này thì chắc chắn phải nói đến là phần bộ nhớ. Bởi vì con này á, cái phiên bản thấp nhất và giá của nó rẻ được như vậy ngang với iPhone 11 thì bộ nhớ của con này chỉ có 64GB thôi. Mà 64GB để lưu trữ với những người quay phim chụp ảnh nhiều thì chắc chắn là không đủ luôn. Thậm chí là như mình 128GB còn thiếu trầm trọng luôn. Nên là đối với con máy 64GB như thế này thì chắc chắn là đôi khi anh em dùng nó sẽ rất là khó chịu. Bởi vì lúc nào cũng phải chăm chăm là bộ nhớ kiểu nó có hết hay chưa ấy. Và cũng ở chính cái phần bộ nhớ này thì theo như mình thấy thì gần như là những phiên bản full box Nhật này thì mình thấy là chủ yếu là những cái phiên bản 64GB thôi. Và gần như là mình không thấy những phiên bản 128GB hay là 256GB, cho nên khi mà anh em mua thì đôi khi anh em phải đánh đo rất nhiều đấy. Hoặc là nếu anh em vẫn muốn mua con này thì mình vẫn có một cái giải pháp khác là anh em sử dụng những cái kiểu lưu giao diện đám mây á, kiểu như là iCloud này, OneDrive này, Google Drive này, thì khi đó anh em cứ lưu lên đó rồi anh em xóa những cái file không cần thiết ở trong máy đi, thì như vậy vẫn có thể coi là một cách sử dụng cũng khá là hay. Rồi, coi như đó là hai điểm mà mình cảm thấy anh em sẽ cần phải lưu ý nhất trước khi mua con iPhone 12 bản Nhật full box này. Còn về những cái điểm khác về iPhone 12 thì đúng thật là tầm giá này con này quá ngon luôn á. Như là màn hình đi, đây là điểm ăn đứt của iPhone 12 so với iPhone 11 là chắc chắn luôn. Viền mỏng hơn này, chất lượng màn hình cũng hiển thị tốt hơn rất là nhiều, bởi vì nó sử dụng tấm nền OLED thay vì là LCD như iPhone 11. Và màn hình OLED cho nên độ sáng này, tương phản, màu sắc của nó đều ngon hơn. Đã vậy và cảm giác sử dụng của nó cũng thích hơn rất là nhiều, đặc biệt là trong phần giải trí nha. Còn về camera, thuật toán chụp ảnh chắc chắn là nó cũng sẽ ngon hơn iPhone 11. Đây, mấy tấm trước đây mình đã chụp bằng iPhone 12 này, anh em nhìn đi, chất lượng ảnh vẫn có thể coi là ngon đúng không, ở thời điểm hiện tại luôn. So với nhiều con kiểu Android trong cùng tầm giá thì chắc chắn là con iPhone 12 này đôi khi chụp ảnh nó vẫn sẽ ngon hơn. Hay á, là từ iOS 15 đổ đi, từ những con iPhone kiểu máy Nhật cập nhật lên phiên bản đó, thì khi mà anh em chụp ảnh á, nó sẽ không hề phát ra tiếng, không cần phải bật kiểu like các thứ, kiểu ảnh like làm gì. Bởi vì bây giờ dùng khác những máy quốc tế đâu, thì đó cũng là một cái điểm cộng rất lớn khi mà anh em mua máy Nhật. Rồi, về phần pin này kia thì dù là máy line new nha, nhưng mà nó cũng thuộc dạng là máy mới full box, nên là cái phần pin của nó chắc chắn là còn 100%. Cho nên anh em sử dụng nó sẽ có phần kiểu on screen của máy sẽ luôn luôn đạt cái trạng thái là tốt nhất. Và trước đây mình cũng đã từng dùng iPhone 12 rồi, thì nói về các tác vụ cơ bản mà mình dùng thì nó sẽ on screen được khoảng tầm gần 6 tiếng. So với iPhone 13 của mình là khoảng 7 tiếng rưỡi, thì nói chung là nó cũng sẽ có sự chênh lệch. Nhưng mà dù sao cái mức on screen như vậy cũng thấy ngon, đúng không? Và cuối cùng, thiết kế. Phần này chắc chắn mình phải nói là nó rất đáng mua luôn. Thiết kế rất trend, vuông vức, đẹp, đồng nhất với cả những con mới nhất như bây giờ. Kiểu như là con iPhone 13 của mình đang dùng này, hay thậm chí là iPhone 13 Pro Max luôn. Nói chung là quá ngon. Rồi, tổng kết lại thì iPhone 12 bản Nhật full box ở thời điểm hiện tại thực sự nó rất hot.
Nó hot bởi vì giá của nó rẻ ngang iPhone 11 này, nhưng mà nó mang lại những thứ tốt hơn iPhone 11, như là kiểu màn hình ngon hơn, pin ngon hơn, rồi cũng như là camera tốt hơn, và cũng như là những thiết kế đẹp hơn và kiểu nó trend hơn. Rồi còn về những cái phần khác thì em như mình đã nói rồi, sẽ có hai thứ mà anh em cần phải lưu ý là bộ nhớ trong của nó chỉ có 64GB, và cái thứ hai máy sách tay chắc chắn là bảo hành nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với những cái hàng kiểu chính hãng ở Việt Nam nha. Ok, anh em cân nhắc trước khi mua nha. Rồi, anh em thấy sao về iPhone 12 bản sách tay ở thời điểm hiện tại? Anh em nào mà đã mua iPhone 12 mà kiểu hàng chính hãng 16, 17 triệu ấy, chắc giờ thấy con này cay thực sự luôn. Anh em hãy thích video để lại phần bình luận dưới video. Bên cạnh đó đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Z. Mình là Cao Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace. Ok, tắt máy nha.